Ba sôm cực kỳ biết xua từ đó là chung rung chết cả đôi chìa bây mất để tạm làn cam thì phải dưỡng nâng khăn nông nâng khai bất tế sôm cực chung biết xua lục dê lục ta phục mai phụ mình bóng phố nâng xa cung khám ai nâng tì krong lòng bích rồi click vào nhà. Ba về tất cả sọc sai giả cung đẹp sai trên vì tì krong lòng bích văn vợ bọc xa chết thầm ấy hay sôm xóa cung cam đòi cam thì reading club ba chân xâm rạp là ngày chăn ní màu bông buồn xam xâm nửa tí màu nâng click vào nhà dương an xếp hư đại miền chậm nòng trường chỉ bị sạc máy rồi đâu ở ta ha bà hay chậm phù hồi chậm nòng trường chỉ bị sao ông lễ cứ Stirling season bà xem rap ngày nay dương an mà đo là chậm phù ti trầm buồn bà cà phê sạp đá muốn dương an chậm phù ti muốn bẹt cả đá ngày nay dương an mình chọc chậm phù ti trầm buồn bà hay để sao sập hư ní miền chỉ phía sau khai năng chỉ phía sau anh lấy chân cầm này anh phải dướng ban chạy trên chỉ phía cầm ban chân nhóm xôm cả nhà đầm bầy chuẩn bị chun cầm anh chỉ phía sau khai và cầm anh chỉ phía sau khai cả tim mũi lục cụ direct và chuẩn bị số lục cụ direct lưới lục cụ direct và bà quạt phải chỉ âm nhút bà lực cụ direct lưới lực cụ direct bà chụp đẹp số lực cụ direct bà song song âm nhút bà chụp đẹp số lực cụ bà ở con chân bà lại đời sam dư miền ca bị bạn nó cáp chóp và lại dùng chóp bàn hơi hơi đôi sập đón cam thi voi dương tại tại miền nẹt đi pun lúc tại tại triệt về chỗ rùm nông cam thì phải dưỡng hay lúc từ từ rong chạm nơi cả chlai top nơi sầm nuôi chậm ngó rồi có việc bị xem xe này miền cả một tờ sáng sai rồi có chừng ngó lúc nâng riêng nâng bỏ sai chun tăng vì cầm này ăn phải dưỡng cả đôi chia bảy mật đại tam là cam thì phải dưỡng phòng đại chân không nếu dương man ai nhàn trên lúc đồng bạc chỗ rùm ăn chỉ bị sa không ai phó hay lúc chạm bỏ sai chạm chlai nơi sầm nuôi vì cầm này ăn nó có đôi chia nè test na cam thì phải dùng phong năng cứ lâu ở vị trí đặt riêng xanh ba nhập số lập pu nhập số ba xong nhập số bóng phun ba lập pu chạm đất ngày nay miền càng ngày thăng pi tì muối giờ chồ rộm ăn tì pi lục năng bận to từ từ rong chạm nước cả bỏ sải ba sập rập cầm ăn chỉ song lấy chỉ muối tì muối giống miền Gloria ba nhập số Gloria âm nhớ đẹp xưa và ocon Gloria đại ban chiết pe đầm bay chùa rùm khănong cả an cầm an phải dương và tụ bay chi miền côn tôi pe là chọp phía cái mời côn của anh nhóm miền côn này bên tây ban là cửa sáu mời cho miền pe đầm bay đặc nòng cam thì chân tp carry chai nhập biểu số carry chai chụp số nữa khnì và hay tp bay cứ là cô covid in và chụp đẹp số là covid và Episode every year, everyone. Ba. Chân cầm an thoa dương cầm bông tai chụp từ can là ti bên chóc này sập hơi đại miền chậm nón chương chỉ biết sa không ai rồi đào đặt há hay chỉ biết sa ông lê Stirling season ấy can đặc kiện nâng chật can đặc kiện ti bên chóc hay bà bên tai tụ bây giờ nào cả đói dương chi diêm đầm bay thưa vậy đã thưa bản thiết đầm bay bằng to nơi thưa mấy chục rồi nhau ấy sụp hư đo lo nè đầm bay ở tại đó đại không ai dựa bản chế ra bữa sân ai ban một con ông mặc rùa sa ban mặc bà tiết can là bị xe tiết bà vừa đầm bay chia cây một đỏ mũi đầm bay chia ring suốt bà cả na dương ai đo chỉ lui đo chỉ ai văn đo chỉ ai tức ai giờ tới chai được gọi giờ tới prapra ở bên tai sập hơn ít mười căn là chơi ăn căn là đòi chụp nét hơi ai mà to chai chai từ ở con chai được gọi nhẹ mật phe nhiệt mật đầy mười mật to thiệt bà chân xong để xa sập đá muốn cầm chỉ biết sao anh lấy ăn muốn sập đá nít xong chơi cầm ăn phía sau không ai ăn muốn chân lục bù chậm đến được nom cầm ăn chỉ biết sao không ai chân lục bù chập đá muốn cái phần to cà pì sắp đà muốn là dự bàn ăn bẹ cả đà lấy chụp buộc thì còn buồn mà chẳng dự ăn và to tiết làm bởi mình chọc nơi cam thì thay này tạm đoạn ba xong chơi lục bù chạm đất bà là lo con mà
chuẩn cao khi ông miền ca bùi bà rong khá đài khá kray miền ca bài con tam plâu. Bạn tái khi ông miền nực đo tờ chong bàn con sư cua rước xong phía rẽ xong rạp bà con tam khuôn lời. Khi ông khách tha bà con bái xong kết tiệt. Nếu bê nút chữ vật dương tình ọc nha chỉ vật dàng xàm mánh mân smok smoy. Dương mân kết bìa vay vay đài nâng át cát miền lãng nơi khẳng mộc dương tê. Bị bước thôn thiên dương sang khoa khát. ខ្ញុំមានការដឹងគុណដល់មីងខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដែលបានផ្ដល់កង់ឲ្យខ្ញុំជីសម្រាប់ធ្វើការដំណើរនេះជីវិតយើងពេលនោះភាគច្រើនគឺរស់នៅក្នុងសភាពក្រីក្រអ្វីៗដែលយើងមានយើងត្រូវខំថែរក្សាទុកបន្តសម្រាប់ប្រើចិត្តថ្ងៃមុខពីព្រោះយើងគ្មានធនធានក្នុងការទិញថ្មីបើយើងបាត់ស្បែកជើងផ្ទាត់យើងពិតជានឹងដើរជើងទទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយរយៈដែរបើចានយើងបែកបន្តិចបន្តួច dương nơi bản to pra chan nu ra hốt đo bạch mẹn tên lên pra cạt. Bà cổ má dương ra hai dương băng viên hai bản to pra cổ má nu ra hốt đo vị chá ra hai bà lên cạt. Ní chiêu chiêu vô phiếp rô nơi ra bọc bà chia chân dương phía chan khăn ông bà chạy bọn nu. Hai đôi chân này hỏi tớ bà chia chân khăn má dương tay miên chùm nưa tờ lưu ca bọn sẵn sang nơi cục cả lạc tế sạc tèm ô tăng bì cầm nát ra bọc cầu ngá ra hốt đo bê bà lõng ពេលរកការងារធ្វើពេលផ្លាស់ទៅនៅផ្ទះថ្មីពេលធ្វើដំណើរពេលធ្វើស្រែឬពេលមានជំងឺជាដើមប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿទៅលើការបន់ស្រន់ពីព្រោះគេមិនអាចទីពឹងទៅលើអ្វីផ្សេងៗទៀតបានដោយកំពុងឆ្នាំយើងសម្រាប់ពេលយប់តាមខ្ទមអ្នកលក់ឥវ៉ាន់តាមផ្លូវអូនធ្លាប់សំណាក់តាមរបៀបនេះជាច្រើនលើកពីមុនមកអ្នកលក់ច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះធំពីក្រោយខ្ទម đối với thua ban thua bì môn chế tràn đón ôn đai cho tức nông tia thống hai xong mà chạp tia ban tại yàng nghe ở dương xâm rác nơi nông tôm khẳng mốc bê dục mà chạp tia mân càng tiêm tia rốt lôi cắt ở vầy phòng khái bố sát miên chừng ngay bà hai cao sắp rộng mùi km bì cầm bông chân năng hai chế cô đai bằng tốt bà bò dương cái chi con nơi tam đồng bò nít nghe xua chiên nơi cầm bông chân năng. Một đó bê ní nhóm chạp đam xôn bằng tay khai bì ca thẹt con phải chạy. Giang tiết, phải chết, bê ní, chọn cát tam đồng bọn viên riêng. Ní chế phải chết đọc đá để cửa xa khi nhóm nâng khi nhóm. Bạn trai kết đất trình chung tam lán tất đo phải bằng bách. Đại nguồm khi nhóm nâng cửa xa khi nhóm từng ớt bố tê can phùm một chân yến. Ní xa mai khám ai cửa hồn. Bê dưỡng tất đo một đồng nút khi nhóm nức đo xa mai chất cửa xa khi nhóm từng ớt. Đại bán bát bọn chỉ vật. Nơi khu nông chùm rộng bộ lạc kèm. Chỉ thầm mây mà đoàn tiết khi nhóm thay nhóm nọ côn đo nẹ tầng ọ để bàn chùi khi nhóm ở bàn rùa riêng miền chỉ vật. Cứ có nơi tiên ịch đai đai là ổn chỗ tới khu nông chỗ tới xong mà chạp tia mà nẹ tiết ở dương bàn xâm rạc bê giúp nơi khu nông tốm cho mọt lời. Nơi bê giúp mũi khi nhóm bằng cách lương đám bài nơi cho mọt lời. Bê khi nhóm bằng côi trang hông đám bài mốc lương khi nhóm nước khuyên bê mũi khi nhóm dọc ổng co mùi cầm phong tới chùi mà đài khi nhóm. Khi nhóm lùi ổng co nít bì mừng tì phê thầm mây. Mà đài khi nhóm cao sọ quát ổ. Đàm bây cầm oi miền chày. Mốc quát hàm làng mù. Rồi bọc phân hệ quát của hàm. Hơi thay lẹ cho kram. Sang băng phân hệ quát chất chàng song thang. Bọc bố quát, bọc bố mốt quát khẳng kram. Hàm thuôn thay lẹ cho. Nóm oi chua chàng chàng thầm mình. Khẳng kram chồng hoa chánh mọc rào. Mình quát bạc ổ chìa dư mọc hời, chương quát có hàm school. Tôi tự vinh trung quát school, phát chôn khăn ông, đốt nhẹ miền chùm ngư rộ bến, ràm rầy. Khiếm xâm lăng mơ khuôn quát, phép áo nâng riêng cài quát, đại bàn phát đô giang tràn sân thức. Khiếm khám ổt thamut mần dũng, bần tay, khiếm sáng sở nọc quát bếch rồi hốt đo tức nè khiếm, hô chanh mọc tiàng mần nâng khuôn. Khiếm đang chấp bác thà mà đai khiếm quát vô đo chùm râu chật khiếm. Quát cơ bất chị đang thà, ta ở rộng khiếm miên ca bị bác đo thân nạc nạ đài. Quát lên ách này dây bị tục rùi rồi bác quát bác khiếm bàn tiệt hai bị bố quát đang thà. Khuôn khiếm tốt, cơ miên tục rùi đôi quát đài. Quát bài khăn ông đại khiếm, hơi thua đôi chìa rồi vô bằng cạp lương đảm bài. Khiếm thà, khiếm lia sân hai mái, bần trái quát thà. Còn mà tôi còn, nơi chăm bài cho mùi mai sân. Mai trái ca bài, mai cũng kết bị khuyên. Khuyên trở lọc tờ vĩnh, cũng ai chụp toàn, khuyên tự tụt lìa quạt. Vì mình dù tế còn, quạt trái tọc mọc vĩnh,
bê quát cầm phong rôn ọ cho tức nông chẳng trán ở căn tài trời làng. Ngay ní dương nhằm mai mà đo mà nhằm bỏ bỏ tê. Còn tái khi ông ọt khuyên tê mà khi ông phô quát hơi tìm khuôn cọc chân. Còn ấy sẽ làm mai con. Đối con ấy đang rùi hơi thả mai nơi rùi bằng bàn dù bằng màn tiết tê. Còn ấy phê khai rưu nữ ta ba con ấy sạp giang đồn lệch. Khi ông bằng toàn phê tê mà cũng nói quát on chất khi ông nơi nhằm bài cho mỗi quát. Còn màn ngay cơ hội một quát trời cho tới quát trời kia bình chung tới xâm ra nơi khăn ông tì bẹt mày. Good direct. Bạn, ở cùng lúc một ngày cả máu dương chưa đầm na, ở trong ngày chiêng mười km tiết từ ban từ đầu khẹt bạt mỏng, ấy là ní dương căn tại khất chết đào cô đào trong cầu rồi bò dương hỏi còn tại peo dương ban chết từ đầu khẹt bạt mỏng ông có treo rồi bò dương có căn tại chết ở miền tây ôn prap chăm pi còn lại từ đọc đồ chỉ ông có nhận lộ ông có cắt sai có đào đào chìa thôn thiên tại mùi quất rồi bò dướng và hai chìa cần la chầm ám quất lắng cầm nắp sai con ấy nâng chuyển chi thân nè rúi ao ông có mọc dướng từ tam cầm lại đại dương ba để gì nữa nhận lộ chẳng ó đôi chìa miên chuyển chi thân nè cột cột nè bị pro nó về nút mà miên miết thế hơi mà trong tay nhảy quán cứ miên tai pra lối bạt robot thải nơi tin ấy cứ đôi ở có đôi chia nơi tam khai pi môn mọc ná dưới sầm ra về giúp nơi tam tôm các bài phơi chiết lịch phám nơi sau khai pra hai chia mà rồi 4 km tiệt thế dương nâng mang tự đó bỏ phải đã chỉ tí và chung chuồn chung cối môn tự đó không được tồn tại chỉ vật nhóm ấy lớn đi học nghĩa vì chỉ vật vì muốn ấy lớn đi nhóm ai cho ta xâm ra chất ở với mũi từ tam chùm non chất đã nhóm chọn vì muốn đi nhóm ban cho ta xâm ra chất tí bánh hà chỉ chán trang phi ở bộ mà lại nhóm sạp tới con trái ca xâm ra chất trang phần mà nó cứ thua láng nơi nóng rồng vong này chất bắt tùm lộp rồi bắt mai vào họ ấy lớn đi miền rộng mắng rư khăn xây má mọc rì ràng trong tiệt lợi hỏi nhóm miền cu chỉ vật mũi ở chi cu chỉ vật mình nhé rồi nơi chỉ mũi nhóm còn màn chuối và đo cùng địch nghĩa dưỡng sqa nghĩa từ tại màn chiếm trăng khai bản nó bản thái mình nô sinh chết tình nào rồi viên dưỡng tầm phí miền khăn tài khăn lão trong miền phê từ kết kỳ rương ở vầy vầy xây tiệt tế rao phí đầm nào rồi bỏ dưỡng tư phương bật tổ đại. Hãy nhóm có miễn cầm rộng ca nạ tiết đá bao sân chìa cầm rộng ca nít mật bàn xâm rạch. Đào về nút nhóm cực tiết, xong cực tiết. Nhóm luôn 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 ấy ấy lớn nít nhóm cực tài phí rước đào tư mục sân. Về dưỡng thua đầm ná, càng tài chất tâm đào cổ đào rồi bỏ dưỡng, dưỡng chạp ở đào xung quá khứ, thì hiện đào dưỡng tam cần lại chạy chê mùi mũi, tràn miên sinh chiết chìa Việt Nam, phần tài nhóm chết phía xa Việt Nam của xóm đào ai thua ở nhóm đọc sai ở vầy bàn đào khuyên cá và rong bị tiểu nhóm bạp tứ thì hiên Việt Nam khá và quân nhóm đừng nhóm nâm khía trở lọc từ sốc của nà quỳnh chỉ tìm mình chóp bật tập vì chiếc con ở rồi dịp về pram thay máu dương bàn mọc lò bòi bát đà chỉ tìm bờ chung chuồn chung cáo muôn lần dương tự đo chung rôm rô rôm bờ miền ca bài con tam phơi thế rô viên con dương chẳng phí nơi chung lo bòi phát nơi chung rôm rô rôm bờ cứ miền tại bây chứ đôi chứ nế hai bờ chìa bờ ban chìa nó đôi chứ nế hai ban chìa bòi phát khai tư chìa cần lấy đo xong kháng xong rạp nhẹ rục xí rực buồn xa bòi phát miền mà nút giang có bây giờ cũng đã lên khổng xác nhóm cổ lệch khởi mất xóm đã chìa tây tắc nhị sức xa la chạy bắp nâng luật chơ chìa xe miễn rộp bò tạc đàm nít bất chìa cả chú đào chạy đón dạng ọ chà mền hai mất xóm có miền cả phía phá đôi khiêm đá
ពេលយើងបានឃើញគ្នាជាថ្មីឡើងវិញខ្ញុំខានជួបមិត្តសំតាំងពីខ្ញុំចេញពីភូមិមុខឈៀងជាង2ឆ្នាំមកម្លេះមុនដំបូងខ្ញុំបានជួបតសានឡើងវិញដោយចៃដន្យឥឡូវមកជួបបានមកជួបមិត្តសំឡើងវិញដោយចៃដន្យទៀតនេះពិតជាសំណាងរបស់ខ្ញុំមែនមិត្តសំបានមករស់នៅទីនេះជាជាមួយប្រពន្ធនិងប្អូនថ្លៃគាត់យូក្រែលហើយដែរហើយអ្នកទាំងអស់ដូចជាសុខសប្បាយនិងមានសុខភាពយ៉ាងបរិបូរណ៍មិត្តសំជាអ្នករត់ពន្ធដើរទិញអីវ៉ាន់ពីប្រទេសថៃមកលក់នៅក្នុងផ្សារប៉ោយប៉ែតគាត់ថាគាត់រកស៊ីបានកកកពួរសំជាមួយគ្នានេះដែរពេលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយមិត្តសំតាសាននិងអូនបាននាំគ្នាដើររកអ្នកនាំផ្លូវដែលនឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងជំរំស្រោស្រោ7ខ្ញុំឈោនិយាយលេងជាមួយមិត្តសំបានមួយស្របក់ដែរមិត្តសំនិងប្រពន្ធគាត់បបួលខ្ញុំឲ្យសម្រាប់នៅជាមួយគេសិនបើសិនជាយើងយល់ព្រមគេពិតជាមិត្តដ៏ល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគេពិតជាបបួលឲ្យបបួលខ្ញុំឲ្យនៅជាមួយគេដោយស្និទ្ធស្នាលមែនទេមួយសន្ទុះក្រោយមកតាសាននិងប្អូននិងអូនបានត្រឡប់មកវិញពំនំទាំងពាកដ៏រីករាយជាមួយមកផងថាគេរកបានអ្នកនាំផ្លូវហើយគេត្រូវការខ្សែកយើងមួយភាកទៀតជាតម្លៃយើងអរគុណមិត្តសំនិងប្រពន្ធគាត់ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកទាំងពីរហើយសូមទោសពួកគេយ៉ាងគួរសមដោយមិនបានទៅលេងតាមសំណុំពររបស់គេគោលដៅខ្ញុំគឺទៅជំរំភិកជនភិកខ្លួននេះគឺជាពេលចុងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំបានជួបមិត្តសំយើងលាផ្លូវជាតិលេខ5ជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបានមកដល់ប៉ោប៉ែតពេលយប់បានចូលមកដល់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំសរោត្រោ7នេះជាដំណើរនៅក្នុងព្រៃដែលពុពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ជំរំនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនទេជំរំនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រណសិរ្សរំដោះប្រជាជនខ្មែរដែលជាចលនារៀបចំឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបានឮគេប្រាប់ថាផ្លូវដ៏បត់បែនក្នុងព្រៃនេះបានឆក់យកជីវិតជនភៀសខ្លួនយើងអស់ជាច្រើនអ្នកហើយពីពេលកន្លងផុតមកនេះគេប្រាប់យើងថាទីនេះជាកន្លែងដែលខ្មែរក្រហមបានបង្កប់មីនពេលស្រុកកំពង់មានសង្គ្រាមពេលនៅផ្សារប៉ោយប៉ែតខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យស្រីជាមួយគ្រួសារមិត្តសំជានៅជាមួយគ្រួសារមិត្តសំជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទុកពេលឲ្យខ្ញុំតាសាននិងអូនទៅស្គៀបស្ទងស្ថានភាពថាតើមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេប៉ុន្តែស្រីដាច់ខាតពិតជាមិនព្រមស្រីថាបើត្រូវស្លាប់យើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានមធ្យោបាយណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យស្រីជឿជាក់ថាគួរនៅជាមួយមិត្តសំមួយរយៈសិនបានឡើយដូច្នេះពេលយប់ធ្លាក់មកដល់ពួកយើងទាំងអស់ដែលមានបំណងដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមតម្រង់គ្នាជាខ្សែមួយជួរយ៉ាងវែងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់យប់នេះមេឃខ្សែងងឹតហើយជួរខ្សែមនុស្សក៏សែនវែងដែរខ្ញុំមិនដែលអត់ខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញអ្នកនៅខាងមុខដើមឬខាងចុងខ្សែទេខ្ញុំលេងអាចជិះកង់បានទៀតហើយអ្នកដែលមានកង់ទាំងប្រមាណនាំគ្នាដឹកកង់បណ្ដាលតាមខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំអ្នកណាទេយើងម្នាក់ដើរតាមអ្នកនៅខាងមុខខ្លួនដូចមនុស្សខ្វាក់ខ្ញុំមិនទាំងដឹងថាអ្នកណាជាមេដឹកនាំឬក៏តើមេដឹកនាំនេះមានមុខមាត់យ៉ាងណាផងគេប្រាប់ឲ្យយើងដើរឲ្យចិត្តទៅអ្នកខាងមុខយើងហើយ
cùng đa trên đi phơi ở sở phơi nít chuồn cá rôm tối sưng sưng men tên rồi hốt đo dư mà đẹp mà nhé từ đa chọn mà đo mùi mà đo mùi hói nên đa miền quán từ lý từ lực quán làm quốc bị đẩy từ dương cầm bông đá chiếc sai mùi chúa nông prey đo ngủ nghịch nít dương lưu số xâm rai sạc cho cho còn tại nhóm bên tôi bà râm bì bà nhà hàn y tế nhóm phê chiên kế cứ robot đại miễn xâm lệ robot đại dương mơ mình khởi nâng chìa robot đại bằng pháp nơi kì trào bà trường dưỡng hai bà đi dê hốn cứ nhóm phê khai tài chuẩn cực minh tài mà đó nhóm pháp chìa những ngọt tờ sầy đã bị thang trào dự tháng ôi bà giặt nâng dục chích tục đắc đã tạm trường nhóm ở chỗ chỉ tìm chắc bản tập bị đá không tìm ngọn ngất nít bàn pinh mùi dục máu dương bàn máu đo cần lại bọc tùm ruột bị nứt mùi tiết đà chìa cần lại chạy chê trong cả rối lực nít cứ tì hiện đà chìa nét tổ tù mơ ca khóc trữ cư chìa khmai liệt bị ai sân tháng tì hiện rồi nạ xê rộng đo ប្រជាជនខ្មែរទីនេះគឺជាទីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់គឺនៅកន្លែងឆែកឆេរនេះហើយដែលទីហ៊ានប្រដាប់ដោយអាវុធជាអ្នកអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលក្នុងជំរំស្រូវស្រូវពេលខ្ញុំសំឡឹងមើលទៅស្រីពលស្រីឡើងក្រហមហើយរលូនពេលនោះស្រីមានអាយុ22ឆ្នាំយើងបានឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ទម្រួតពីនិត្យ យ៉ាងតិចណាស់ក៏5រួចមកហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានការញញើតអ្វីសោះក្នុងការឆែកឆេរទាំងនោះប៉ុន្តែទីនេះជាការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយខ្ញុំសែតភ័យខ្ញុំសែតខ្លាចតែខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើគេអនុញ្ញាតឲ្យតែមនុស្សម្នាក់ចូលក្នុងចំណោមយើងទាំងពីរបាទអរគុណលោកគ្រូតរិញបាទក្រៅពីការសំពះបន់ស្រន់ ឲ្យ បានប្រឡងជាប់ខ្ញុំមិនជាអ្នកមានជំនឿលឹះលុបទៅលើការបន់ស្រន់ទេរួមនៅក្នុងរដូវអតហាខ្ញុំបានជួបមនុស្សជាច្រើនដែលមានជំនឿទៅលើការបន់ស្រន់នេះរួមទាំងតានិងយាយផងប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះនៅតែស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីពេលនេះខ្ញុំបែរទៅជាបន់ស្រន់ឲ្យយើងទាំងពីរទៅវិញស្រីមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះទេ ខ្ញុំមិនដែលបានប្រាប់ស្រីឡើយប្រហែលជាខ្ញុំខ្លាចឬខ្មាស់ស្រីប៉ុន្តែសំណាងល្អយើងទាំងពីរត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលជំរុំសេរូសេរូ7នៅក្នុងជំរុំមានមនុស្សកក់កញ្ញកូនខ្ទមមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមានមាសឬលុយបាតយើងអាចទិញខ្ទមបាននៅជុំវិញខ្ទមទាំងនោះមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនគ្មានបង្គន់ទេ បើត្រូវការបាត់ដៃបាត់ជើងយើងត្រូវដើរទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចពីទីតាំងប៉ុន្តែបើចេញឆ្ងាយពីទីតាំងពេកអាចបណ្ដាលឲ្យយើងគ្មានសុវត្ថិភាពហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងក៏មិនចេញដើរញឹកញាប់ដែរជាដំបូងពេលបានឃើញទីហានខ្មែរក្នុងឯកសណ្ឋានទីហានណាមរិចខ្ញុំមានការទុកចិត្តជាខ្លាំងថាទីនេះពិតជាមានសន្តិសុខភ័យច្រើនពួកគេកាន់កំភ្លើង M16 តែអ្នកខ្លះទៀតកាន់អាការ42ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដំណើរដល់យូហើយឥឡូវនេះបានឃើញការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងជំរំខ្ញុំសែនស្រងាក់ចិត្តខ្ញុំមើលឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់រវាងប្រជាជននិងកងទាហានប្រជាជនភាគច្រើននៅទីនេះគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីសោះទៅនឹងទាហានឬនយោបាយទេគេមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកអង្គមហូបអាហារ ដែលគណៈកម្មការអន្តរជាតិខាងការក្បាត់ក្រហមយកមកចែកជូនដល់ប្រជាជនឬគេមករកស៊ីជាអ្នករត់ពន្ធតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់បានរៀនជាមួយនៅមហាវិទ្យាល័យប៉ែតនៅភ្នំពេញចំណាំនិងឡុងជាមិត្តរួមថ្នាក់ឆ្នាំទី4ចំណែកបងសុងគាត់រៀនលើពួកយើងពីឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់បងសុងច្បាស់ពីព្រោះគាត់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធស្នាលនឹង
pu hay nai heng đai lung tuk slap mun khmai krahom nan dam amnaich ban bong song nung chamnam ban chênh mok pi phnom penh mun khnyom hai khnyom mun dai nak sman tha nak ban chuop pu ke nou chumrom 007 ni soh khnyom chua tha prolung apuk nung mdai khnyom đôi chia nou tam thai resa khnyom chi nich kot ban nai nom khnyom oy mok chuop bong song nung chamnam chấm năm bàn chính bị phun bình tam lan chia mũi nâng bóng sợi cọt chúa chấm nàn nâng khung mũi pro robot cọt chúa trọc cao bóng chấm nàn nâng chấm nắm miền tôm sập đập sạ nơi mũi hình hào khnhóm nâng sợi ao tận nơi chia mũi nâng cọt khnhóm nâng mình toàn đang thả khnhóm chọn thua vậy tiệt nở lại bằng tóc bị nỉ kê bao khnhóm thả mình chia cả người tê khnông cả chọn chua chuột bóng xa ra đẹp sau đó đặt vấn đề lâu ní chết khi nhóm đôi chị mình chụp ba lô thả tay trong chụp cọt rực cả ọt ra bị đằng thả con chị mất phe ở bảo phù khi nhóm nhóm có mình bán score cọt chụp ba lô nã đài nhóm thọp thừa cao việc cắt chụp một cọt vấn đề mình tuổi nơi mình tỷ bệt brahmani vùng men vấn đề khi nhóm mình bán khơi mình tỷ bệt rực ác kia việc cắt nơi có bài còn lại khi nhóm khi nông chụp rôm nịt tỷ ngày muồi muốn khi nhóm một đòi chụp rôm ní kế bán chập đoàn bác thuê chùm rộng mối tiết chùm khao y đảng. Kế tha chùm rộng này thất nó không bởi tới thay. Hai, cục rộng đòi ông ca xa hạp ra chi chết kháng chân phía khuôn UNHCR. Anh ta đảm bày ở miền lạc. Cả nạ cục rộng xa bạp ở kế. Đất chỗ không chùm rộng nó dương trâu tè. Miền chọp sạch nhiệt. Nâng nẹ chùm ngư nà mà nẹ. Bạn sẽ kể đầy thà. Bảo miền nà nà mà nẹ không cửa xa. Chứ cửa xa nó nâng trâu. Bạn kê đất tăng ốc ở chỗ tục nông chùm rộng khao y đảng. Bọn xong sko cửa xa mùi đại miên khám mình nẻ chư. Bọn xong đại bê nụ. Chết tăng bẹp phía xa bà răng. Nâng ông lê cũng phung tệ chui thuê ca xâm rốt xâm rộn ở cửa xa nì. Cửa xa nì xa xa bài chết. Hãy đăng côn bọn xong nà. Ở bốc rô bọc khám mình nì. Sốc chất áo kê bần chú chú vụ dưỡng tăng ốc chỗ tục nông cửa xa quạt. Đồng bây chỉ cả song côn giang tô chấm phù bóng song thôi giang ní quạt ai băng bẹ bóng song tới ngày cài bàn về quạt chụp cách cả ná đại quạt mình ai đặt sải bàn về tới lúc nào không chụp rộng khao y đàng khi nhôm mình đang chụp bát tề thắt thắt bóng song quạt thôi rồi biệt na từ quạt ai chạy tông kể ở bên chỗ dương từng ốc nĩ ở tới chỉ cửa xa rồi bọc mình để mình chụp người ní nếu về là nghĩa nghĩa thay đổi đại nô dương từng ốc nĩ bạn trâu kê đất tam làn cọng tới chùm rộng khao y đàng. Nhóm xe xa bài chết, bí bố khá nhóm mình đang thả. Chùm ách đọc xe rai bánh hà chì vật bàn. Rư rù nơi chùm rộng xe rô xe rô bàm bì. Khá miền kạch ca ná, đại khá nhóm ách thuộc bàn tê nơi tì nì. Hai khá nhóm có mình chóng thua đầm ná rô hốt. Một đọc tì nì đảm bày tờ thuê chì nạ rụt bồn đài. Và giang tiết, xe rây nâng khá nhóm có khá miền thôn thiên cục rõn. Rao ông bì nâu xa lạc xài có bằng tổng bà mùi xài để trở bàn cắt căn tại clay lãng bằng tổ bì cả đọc đô tam phlâu bì mùn mộc. Nhóm xa xa bài chết, đói mình bàn trở rút nâu chùm rùm xe rô xe rô bàm bì. Bì dục thay nụ, cứ nâu tin đi hơi để dừng bài bì ồn nâng tạ sàn môn nâng dừng lãng lãng cỏng để nâng nông dừng chóng cắt prung bà tùl khả mẹ. Đàn khám ai chú tôi không bởi tế thầy. Nhóm bàn ai con, nhóm tự ồn đại chí nè. Chú dương tiền bì, ai bàn một đó tì nì. Rồi giá bếp rằm thằng ai cần lo một nì. Sợi chí con, chí lừa ở trong ai con, bì kỳ nhóm. Ai lâu nì nhóm xa dạ bài. Đợi bàn năng quý chóp kinh năng sợi nông làng krong. Thôi tầm nào chlòng, bông bởi tôi chú bút tôi chùm rung khao y đáng không bởi tế thầy. Ta mở dư má năng quý chất kinh lừa làng krong chlòng cách bông bởi tôi nì. Và hai màu bị khuyên thuê ca bọn xoắn, đôi bởi chí chân khám ai phía chân thọt thuê. Rưu có chí thamay bà đoàn tiết, đi cứ chí xâm năng rồi bọc khuyên. Bà, xong ở quân, xong ở cổng phía xa, ông lê bà. My worry at the time was the possibility of a flat tire. In those days, our lives were simplified by the limited resources available. I dare not hope for the luxury of a spare tire or tools to fix a flat. I felt so grateful to Aunt Sok Kim for giving us the means to bicycle to travel. The majority of Cambodians live a life of poverty. What they possess, they cherish and pass on for generations.
If a person lost a pair of slippers, he went barefoot. If a bowl was chipped, it would be used until it broke. If a garment was torn, it was patched until it was completely worn out. Life was lived this way. That's why Cambodians are always praying for everything, from the birth of a child to passing an exam, looking for a job, moving to a new house, traveling, farming, or entering the hospital. Cambodians are always praying. That's why I worry about a spare tire. Cambodians are people who live life without spare. In Kampong Chanang, we passed the night in a vendor's shed. On had done this many times before. Vendors usually live in the houses behind their own sheds, as they'd done on numerous past trips. On simply walked into the main house and requested a place to stay for the night. We didn't even have to pay the vendors. Busat, about 60 miles from Kampong Chanang, was our next destination. Riding was much easier here. But now I've become used to pedaling, and the highway cut across a flat landscape. This was the same road, Highway 5. My family and I were trucked to the dirt road that led us to a village during the Khmer Rouge era. Then we reached this area. I thought of all my family members who had lost their lives in the labor camp. Once again, I give thanks for my survival. Here again, on sought out a local vendor, and we spent the night in the shed. In the evening, we cooked rice over a fire beside the highway. As I squatted before the fire and stirred a pot, I thought to the time I brought back my mother a can of rice and a concentrated milk can I'd stolen from a hospital kitchen. Mother's head was shaved to rid of her lice. Her face was swollen and round like the moon. Her eyelids swept outly upon almost closing her eyes. Her lower lip had swelled and hung downward, leaving her lower gums exposed. Her legs were swollen grotesquely with fluid. In contrast, her chest had sunk like the chest of a tuberculosis sufferer. I stared at her, stunned how much she had changed. I tried not to cry, but I felt so much pity for her that somehow my tears just flowed. I had an unmistakable feeling that she could read my mind and understood how I felt. But how could she tell me of her sorrows when she knew I had my own to bear? She turned her back to me and busy herself starting the fire to cook the rice I brought. I said goodbye, but she suggested I stay so I could have dinner together. Mom, you need the rice. Don't worry about me. In fact, I have to go back before sunset, I insisted. It won't take long, she said, as she pushed the wood deeper under the covered pot. Tonight, we will have cooked rice instead of porridge. But I'm not hungry, Mom, I lied, and got ready to leave. Listen, son, as you can tell, I won't live much longer. Have you forgotten how your father died? No, I haven't forgotten. To please her, I stayed and we ate rice together. She was sent to the hospital a couple of days later. Thank you, Harry. The next day, we covered another 65 miles to Bat Damvang. Now we were nearing our final destination, although as we neared Bat Damvang, our supply of rice ran low. Own told us how we could get more. A vendor who sold rice would cut a few links from our only asset, the gold necklace Ray's mother had given her. The vendor weighed it with his jewelry scale and then gave us the equivalent value in rice. All the vendors seemed to use jewelry scales since the only other currency was the Thai baht. Here again, we spent the night in a vendor's shed alongside Highway 5. We only had about 65 more miles to go before we reached Phoi Phet, the last town before the Thai border. How my life had changed. I was now free to make my own decisions. I'd been making decisions on my own since my parents had passed, but that was within the restrictive boundaries imposed by the Khmer Rouge. Now there were no boundaries, and now I had a lifelong partner, Srei. It had only been a brief 5 months, but our relationship was strong. I had no time to think of much else but to survive this journey. I had no backup plan. If this plan failed, I'd need to come up with another one, but for now, I was only looking forward. As we got closer to our destination, we noticed the soldiers manning the checkpoints were Vietnamese, but I could speak enough Vietnamese to get by. I just told the soldiers my wife and I were returning to our hometown. Finally, after 5 days of pedaling, we arrived in Phoi Phet,
the last town before we would attempt entry into Camp 007. Neither of the bicycles had even gotten a flat tire. The only thing separating Poipet from Camp 007 was the forest, and its location had made Poipet a haven for smugglers. The town was alive with people, and it was open market bustle. While we were strolling through the market, I happened to spot Mitt Sam, the former law student who'd worked as secretary for Thak Dam. This was an incredible coincidence, and he was as surprised as I was. I hadn't seen Mitt Sam since leaving Mok Chneang more than 2 years before. First Basan, and now Mitt Sam. Mitt Sam had been living here with his wife and sister-in-law for some time, and they all appeared happy and healthy. Sam worked as Nak Prut Pun, a smuggler, buying merchandise from Thailand and then reselling it in Cambodia. He said he made a good living by traveling into the camp, buying merchandise and returning to his village to sell it. Meanwhile, as we chatted with Mitt Sam, Basan, and On wandered off in search of someone to guide us to Camp 007. We spoke for only a short while, less than an hour. Mitt Sam and his wife invited us to stay with them if we would like to. They were good friends, and I could tell their welcome was sincere. After only a short while, Basan and On returned with word of success. They located someone to guide us through the forest. But this was to cost us another segment of the necklace. We thanked Mitt Sam and his wife for their generosity and politely refused their offer. My goal was to make it to a refugee camp. We parted there in the busy market. It was the last time I was to see Mitt Sam. It was in Poipet that we finally left Highway 5. From here on, we would travel at night, a dangerous walk through the forest to reach Camp 007, an unofficial refugee camp not run by the UN, situated on the Cambodian side of the border. This camp was controlled by the KPNLF, Khmer People's National Liberation Front, a political front organized in opposition to the Vietnamese installed government in Phnom Penh. This winding road, though through the forest, had claimed many lives in the past. We were told the area was riddled with mines left over from years of war. In the Poipet market, I had asked Trey to stay behind with Mitt Sam's family while I went on ahead with On and Basan to gauge how safe it was. But Trey was adamant. She said, if it must be, we will die together. There was no way I could convince her to stay. So once night fell, we found ourselves amid a long line of people walking through the unknown forest. It was so dark, and the line of walking people was so long I couldn't see to the front or the back of it. No longer able to ride the bicycle, we just dragged it along with us. I had no clue who was leading whom. Each of us blindly followed the person in front of him. I didn't know who the guide was or even what he looked like. We were instructed to closely follow the person in front of us and warned not to wander off the path, a path that at times narrowed so much that only one person could pass along it. I had to carry the bicycle off the ground. As we hiked single file through the forest dark, we could hear the roaring of wild animals, wolves, I thought, judging by the sound, but it didn't bother me. What I feared most were the silent, unseen killers that lurked underfoot. I feared stepping on a mine. I repeatedly cautioned Srei to carefully follow in my footsteps. Finally, after walking through the dark all night, we came to a checkpoint, the last checkpoint. Soldiers manned it. They were Khmer dressed in military uniforms, the KPNLF. This could change everything. It was at this checkpoint that armed men would either accept us or deny us entry into Camp 007. I looked at Srei. Her cheeks were so red and smooth. She was only 22 years old. We'd passed at least 5 checkpoints by this time. I'd confidently talked my way through them. But at this final checkpoint, a real fear gripped me. I was so afraid. What would I do if these fighters said yes to only one of us? Thank you, Gloria. Good job. Aside from praying to pass my school exam, I was never the kind of person who really believed in prayer. Living through the starving season, I saw so many people who truly believed it, including my grandparents, but they all perished. Still here, I was praying for both of us that day. Stray, I have no way of knowing this. I never told her. Maybe I was too embarrassed. In any case, we were both admitted into Camp 007. The camp was a sea of humanity. People lived in small trench huts. They were thrown up everywhere. You could even buy one if you have gold or bot.
the Thai currency outside the area where people built their hut. There were plenty of tall trees. There were no toilet for privacy. You have to go off the compound a little bit, but seeking privacy might not be safe. For our own safety, we chose not to wander around very much. At first, the sight of so many Khmer soldiers wearing American military uniform reassured me. Most commonly, they carry M16, though some have AK-47. However, after a long journey, seeing how people live in the camp, I was disappointed. The look of life in 007 unnerved me. I could see there was definitely a distinction between the people and the military. Most of the people here have nothing to do with the military or politics. They were here either looking for food provided by the International Committee of Red Cross or to work in the black market. I wasn't sure what was next, but I did meet three friends from medical school, my former classmate, Ning Chaman Long and Ngo Nam Song and Bong. Brother Song was 2 years ahead of me in medical school. I knew Bong Song well because he had been a classmate of mine, role model, and uncle. Ning Heng, who had drowned shortly before the Khmer Rouge seized power. Chum Nam and Song had left Phnom Penh long before us, and I never thought I'd met them here in 007. I have no idea what I was going to do next, but my parents' spirit seemed to be with me. I felt they guided me to this unexpected rendezvous with Song and Chum Nam. I learned Chum Nam have traveled here by truck with her sister, Chang An, and her nephew Gao. Chum Nam have a hut and invite us to stay with her. I wasn't sure what I was going to do. I was told it wasn't that easy to meet Prop Sankat, the soldier doctor I thought I could depend on. And now I wasn't even sure I wanted to meet him. A lot, aside from the fact that he was straining Hang friend, I knew very little of him. I assisted him in a few surgery in Monivong Hospital, but I didn't see any hospital or operating room near where we stay in this camp, and too many people in need of help. Only the day before, holding a center called Kaya Dan Kid have opened it. I learned this was in Thai territory and ran by the United Nations High Commissioner for Refugee, UNHCR. But to qualify to be transported there, you have to be related to a sick person. In other words, if a family member was sick, the entire family would be transported to Kid. Wong Song knew of a family with a sick child. Song, who spoke both French and English, was assisting this family. They were very thankful to add it to all of us as a patient family seemed a small kindness the father could do for Song. At the same time, the family now have someone to assist them in their upcoming journey to Kid. So somehow Song managed to get us included as part of that child family. That same afternoon, we were all transported by bus to Kid. I was so happy because I wasn't sure how we would survive in Camp 007. There was no job for me here, and I haven't come all this way to become a smuggler. And Stray and I had no resources except for the now shortened necklace with the Buddhist amulet. We were departed the afternoon of the day of arrival. I was so happy not to have to spend the night in 007. Here we parted from On and Tha San before we boarded the bus that would take us across the border to Thailand. I donated my bicycle to On, the boy who have done so much to help us get this far. For the past 5 days, Stray have sat on the back of my bike. Now I was so happy to be sitting next to her on the bus headed across the border to Khai Dang in Thailand. Maybe we were on this bus ride across the border because, like Cambodians so often do,
I have prayed it. Or maybe once again, I was just lucky. Thank you. Yeah, thank you. Okay. Sau đó cũng trong dương đã bàn ăn tăng bị sạc máy tăng bị sao anh lấy chọc chia tháp bốn nơi chụp phục tì bùm buồn. Okay, so well done. We already completed for the chapter 9. So, Lugu Direct, please go ahead. Lugu Direct. Ba, unmute. Ba, xong tôi rồi. Chúng chết đạp lấy ẩm dữ nó món nâng mất chẳng. Xong tôi là lâu khi mình xong nó. Khi dây kì rương lực của ta chỉ rung bớt. Sroomper, khem chai lưu chmua nung đôi cái hào chì rung bớt rồi cơ sroomper. No, actually cái hai sroomper. Men bớt like đai bằng bớt ấy, sroomper. Men này bà, cái tha lệnh bớt lắm, bà là cái tha chì rung bớt. No, sroomper. Chúng ta khóc nha đây chẳng hiểu. Tạm nhưng mớ đôi khí nha đây, sroomper hay bớt. Bà là cái lưu, nà nà cái hai bớt, cái hai bớt, cái hai bớt, cái hai bớt, bà. Chẳng hiểu, bà. Ba đứng trên dây pi chân rôm đó là dây pi cái lại đây là của ban rô nẹt khay đi đây thì non châu từ chân rôm bơ lớn chân này lui mình chắc là của tam lớn châu chân rôm bơ lớn á chân này miếng chân này miếng bà chân này lui chân này miếng cắt miếng mà cái nát ok cái đẹp nhưng phần mán nhưng just cắt ok ọt ọt chấm thì không mà chập một vài mán đi một vài mán bà trong dây sàn bất cứ miền cái này nó đôi chia miền tận nét tận nong về riêng cua sá đại tha bằng nét miếng cật miền chật mũi tha bạch tha miền ấy cát láng pe nứng phơi tầm ná từ 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 ngọt nè cái lúc lúc mình cho cái từ tầm bay step strong tầm nào cả mùn và bộ khiếm squal mật xong mình xong chia nét tẹt tông nghe chật snap I'm at some hot toys around pearl like a lot more wing genet rapon got squall around pearl. But if you're my knife coins around pearl, so him the car, but top upon him, I know Jamon with some son of him to Mercer around pearl. I don't catch back a young Mexican with some glop by job upon him wing. But I can on him came and from his subject attack to Mojanea. Lining with him jump the jet, the lunch of Mojan jump the jet, strand and take her. Bà xin chia kết mình phóng ta lục rùa vô lục nước kết giang mấy đá rồi đại kết tha kết trao tập tư dù mũi. Về nóng lục rùa vô lục đây tha hai phòng nóng trăm trớ rồi mình trăm trớ đại trao kết tiềm tia tư dù mũi nóng hai phòng. Well, khiếm nó khơi nhờ khí mau chủ mũi khiếm mà nè ai. Đây tục ở phút mà đai ai nên break này thằng ngọt khí hay bà xin nhờ miên ca ấy để khiếm tư sở rộng vô bay khí ຄືປະຫາຍຈະສະດາຍສະຫຼາບໃນក្នុងຊີວິດໂດຍນັ້ນການສົບຈິດໃຕ້ຕາມຂ້ອຍດອຍມັນໃນຈໍາໃນຊຸມມິດສົມຂ້ອຍມືໃຕ້ຄືຖ້າຈະການລໍຈະການລໍໂດຍເປົ່າຜູ້ຊຸນກາຂ້ອຍລໍຕາຕາດອລົງຈອບຈັ່ງມາມັນຮູ້ມັນນັງຢ່າງໃໝ່ຢ່າງໃໝ່ມັນຈັ່ງມັນໂດຍຍັງດັງຢູ່ນະອະນາຄົດຍັງອັດດັງສໍບາຕຽງບາຕຽງນີ້ປະນາຂ້ອຍສະບາຍຈັດໄດ້ແຕ່ວີສົບຈິດໃຕ້ຊຸມມິດຂ້
Lupu, khnhom chong sua tiet tong tu nang chumrom 007 lang dai. Ba. Awai dai khnhom chap arom tha neu pe dai khmai gahom chap laem ke hau tha baik phliem sap ta mien cholna to su pi ka laeng ti muoy cholna khmai gahom dai kech cheing pi phnom penh pi tamada khaet ei nang dai vietnam ban vai chênh bì tì bì chung chung chênh bì tì krong tà nấu chìa đài nâng nâng chò nà khmai khom bà thay hát tích bàn chìa miên chò nà rùm đọc chò nà rùm nà xê rùm đọc bà chìa bò rọt khmai nâng kà lăng mùi tiết ta kà tái bàn chò nà nâng kà lăng bù ấy hát tích bàn chìa chân nguồn bòl bốt chò nà nâng kà lăng nọ bê kê rùm đọc rùn khmai khom chênh bì em nát chênh đô chìa đài màn chò nà nâng kà lăng nâng tiệt tông rừng vô bài rừng rừng anh tích lưu phụ ách miền cũng nâng dự bỏ lấy ách chạy bán chạy bởi là bộ bạc nông ca về nhé chả nâng ở dự án đây lưu phụ bạc nhé chồng cân chưa ta
bánh hà nâng cư tha mình bỏ bãi dưới lưu tỷ bố nè tam công sa và đa mó cư tha bóng phong thamai dưỡng cư tha chia sạch trời xa lạp ruộng cho môi bà tế Việt Nam ấy đó bê đề thamai cả hòm bái cư tha bà tế Việt Nam chặt tăng government mối rõ thạp vị bà mối nơi crown ca nơi crown Việt Nam rồi chứ chưa tha nét sai cha chiết chỉ cho nó cứ tha mình châu chất ao bờ Việt Nam cột sừng cọt từ lưỡi bờ tây dương rồi chứ nét có bà cáo chia ra nát xe xâm nhập đánh Việt Nam từ mình bản tai đôi cổ này dễ chân cứ tha về dương nơi không bỏ bớt mà mình khơi bụi nắng máu bản tai nắng bị bỏ bớt thì coi mà nói quá châu ruột sau quá châu mình ruột bản tai bản tai ca để bản ca chia ra nạc xây nếu mà mến quán tài nữ là chú ý đáy nếu khi thay nơi tam krong phân bình cầm miến á chịu bị xác đôi khi nhóm bàn dây khi nông sắp hơi nơi mà đông cà lô lấy của mối miến trá nè khi nhóm bàn tài xác kia mà đông náy bê kia dây phương năng đôi con số 2 đăng thẻ bà khi nhóm rút nơi khi nông trần ngôn nâng cứ thay khu khó hai có bó dưỡng còn liên tích đáy đòi xa phung xa và đá để khi bạn mọi dưỡng tha bà tiệc Việt Nam chia sẻ tay xua cú cho bà tiệc không ai được cho nên hỏi càng khi ông kế cứ tha không biết là trong thu ca cho mỗi Việt Nam để bà bộ Việt Nam chia sẻ tay xua cú mọi dưỡng được cho nên nè anh cao cho ngon lắm khi ông miên phẩm nào mùi đá tha tìm bằng phót bất chìa ron là xe nâng gần vay chân nè bà tiệc Việt Nam vay chân nè Việt Nam anh em vô bà tiệc mà dưỡng làng huynh đối với hai ban chia khi ông miền bắc nam mối cái này bậc sơn này khi ông tranh pi sầu bầm bơ tranh tây sầu bầm bơ ruồi khi ông nơi chùa mùi nâng bằng sao đắt ấy sinh không tha châu ruộng khi ông châu là na to su bò nâng ngầm ấy đành Việt Nam từ mình này và nay tam bất pe khi ông một đó cái lái sầu cái chùa mùi bòi bay đó sầu bầm bơ nó cứ tha nè bà chia chốn ớt miên tệ tối ưu nhiều bài sở đọc bê dương mà khơi mình dừng khơi khóc khí niêm mẹ tệ bà chia chốn khí niêm mà xong đằng có hay nên khí niêm mà rột bốn ớt miên tệ tối ưu nhiều bài sở với bà nhóm nước thay ý đôi một số thế với chân này bà nhóm sốc chất tờ khai vị đàn mình bà lập bố môn nâng chun tờ khang krom dương an pisa ong lê chẳng xuống mối tiết nâng ca thôi tổng nào to có tùy khá nia càng đầy khá nia chì chùa ta mà lanh ta mà chùa hay thôi tổng nào nó bê dục tiết lập bố ách pra bán tế ta à ca lùm bạc nâng gian á đấy hay ta trở cả đây chùm nay dạp bê bò man mong đấy lưu ta mà dục tóc lưu dương đó là hốt đòi ớt miên chúc bê gọi dạng mạch đấy lập bố và đó mà giúp tôi lưới mà giúp tôi lưới ban đầu đó khi mình đang chia chồng ngay và quay máy nó ban đầu đó là mưa mẹ và lấy đứng cái mình chia ngay như thế này đi đại sao pe giúp cứ tha những mưa khi ớt khơi đi ở khu phía dưới mưa khơi đằng này chật nữa bộ trong pe khai ngẩn và nãy sơn nang đấy cứ tha ớt miên lưu sâu tu khoác tu ấy tặng ớt về bộ phục nhóm men nè bộ chua tì môi để tay nắng này kim miên nè bộ nào rập quân cái tay tam nó quạt đòn hái được cho nên môn mà min này nơi lại những tu hủy ao hái số trong sàn áng này buộc trong sàn áng này tận cái phép dưới nè tổ mai đa tranh bị cái lại chua nâng bị phơi nâng thì ra anh nhẹ thằng mốc đa tới dưới tổng hoàng ta mà nhẹ thằng khối nâng được tha lại cho chuan min này nó vụ nà từ tốc chặt bán thao ở miền min dưới ở đồng và nơi sàn áng đấy bị chòng tới cứ tha ở miền lưu sâu miền tu ở miền ấy đó tam bất phải cả bonsan bằng chụp sự đây lọ hòm mềm thay mũi tiếc là cụ lập bù môn đường chun trong tôi cầm nền anh để soạn lên rốt bùn smuggler ta rốt ít cái lập bù bù đứng tinh bảy tinh mí thiệt chớn ta tinh bảy bị xiêm nhưng mà lúa anh đang mí và khi ông đăng say tiết đến khi mình nắng buộc nhưng mình đã thưa ca cho mỗi cái ông đăng đấy và khi ông tăng nghiệp đăng nghiệp phải trở nên buộc buộc dưỡng tại ca phải thì đúng nhưng chưa tha tiết và hai chưa mà hậu cái trọng nâng anh là tại bà khi ông mình bà xong ở cùng bà ở cùng là phù bà xong bắt đầu trong giường bà chỉnh Kerry, you have any question?
But well, how did you or where did you learn to speak Vietnamese? I can't think of anything else. Yes, that's a good question. When I was young, my father is owner of a small grocery store, and we stay close by the Vietnamese kid and a family. So that's how I learned the Vietnamese while I was so young. So actually, I can speak in Vietnamese pretty well those days. But then after I went through the communism and come back out, and I never talked Vietnamese. So I kind of less adapt to that. But I believe that I can still speak with a good accent in those days. Now it's getting worse now. Yes. I have a question. I know you talked about it a little bit in Khmer, but just to get a little better of an understanding, what can you explain more about Camp 007 and what the end goal of that camp was? What was the purpose of it compared to the UN camp Cao Y Dang? Well, 007 is it's located in the Cambodian border side, meaning that we are in Cambodia. And that means it's not a secure one. It's not a secure site. And that's why, and that camp was controlled by a front runner that tried to fight the Vietnamese out of the country. And my goal at that time is two things. Number one, if I can get to 007, if I can find a friend of mine, Puk Saradat, I might be becoming a surgeon and join that front. But then by the time I went there, I saw the thing that I never thought of. I thought that a lot of people that go to 007 are likely people that joined the front. But when I got there, the people and the military are almost like completely separated. They mainly went there for food and smuggling, nothing to do with the, try to save the country or anything. And I could not find any hospital or hospital ward or surgical ward next to my place to live. You have to go deep into the military base to see that. And I'm not quite sure I want to do that at that time. And luckily I met a friend there that was able to let me in to help me and assist me to be in that family of that sick kid and then get a chance to get to the Cao Y Dang camp. Yes. Thank you. And also, just reading about the travel from Phnom Penh to the Thailand border, I think you said 250 miles. That was riding bicycle alone. Yeah. Walking, yeah. I don't know how many miles, but from what I understand, it's about 300 miles all the way to Cao Y Dang. So wow. It could be 20 miles walking. I have no idea. Yeah. Wow, okay. My mom has told me that she's made the same trip, and I just never imagine how long of a trip that really is. Because we walk so slow, we are afraid of mm-hmm. the minefield, and therefore mm-hmm. we walk all night. By the time we got to 007, it's already daytime. So I have no idea how the distance is, doesn't matter, mm-hmm. but the fact that we're crawling step by step, those are things mm-hmm. that took us a long time. Yes. I'm sure mm-hmm. your mom went through the same place, mm-hmm. same trip. Like I did. Yes. And also as far as the mines go, how long did you have to worry about mines, and did you hear any detonations of mines while you were doing the trip? Oh, actually, thank God. I mean, again, my group was not the first group that went through this. So many mm-hmm. group already went through that already. So and Sen is very lucky for me to come in afterward. And therefore, the time that we went, there's no blast or anything at all mm-hmm. at that time, and it was so safe. The
The problem is just like those, we know that some of the mine already cleared by other people before, but we don't know for sure, is it all gone or not gone? So we have to go step by step, whatever that we instructed to do. Yeah, so it's still have your heart pumping, you know, when walking through that, because you don't know. And like I said, I'm not so worried about the wolf. At night, I mean, I was worried because we have so many people in here, but then we were like walking, we was afraid the silent one, the minefield that can blast. I can't imagine. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. Wow. Yes, I can relate to some of the story, like the 007. My parents... My parent got there by, they was a smuggler. That's how they met. Yes, what happened was, the reason why I got all the way to Kai Dang, because I was one of those sick kids that contracted us tuberculosis into the spinal cord at the thoracic floor. And they didn't know that at the time. So, but I think my parent bought somebody named to get entered into Kai Dang. Yes, I remember vaguely though, I think I was 5 years old at the time. And what people call now, I'm lucky, just like you, they call you lucky. And my question to you is this, since they call you lucky, what some of the journey that you experienced that you wouldn't change for anything. What was that moment? Well, I look back now. Now it's kind of hindsight, you know. Now that I I have my three kids that very successful, and this is because I took that trip. So I think that trip is mean the whole world. If I would not leave now remember now when I decide to leave the hospital. That means that I could not go back and be practicing as doctor again because I have the name that run away from that already. So this is very, a very big deal to me at that time. And I thank God when I get to the refugee camp, then that was the moment. So from the trip that took me from the 07 to Kai Dang was like, very, very, I would say that is the one that changed my life around, yes, that trip. Thank you, Doc. Thank you. Who is that? Hey, he's talking, let go. Talk. There you go. There we go. Ông lên là cô phần tốt kia đó tập anh hào những cái bất chấp lỗ ok lơ phần tốt là cô lỡ vơ mau cho tầm na lại nhờ là cú chua mất hết đam ca nơi trên trên nó sạch xa chung kia sáng ngày các ban chụp chung ở ban nơi xua từ nơi từ đâu kia nơi nơi tiếng anh nơi tới ấy là cô nơi tầng amazingly chấm nắm qua khai chấm nắm chấm đã tẹt trong chùa này từng ngõ hơn chấm nắm mật ruộng thanh bọc nhóm sập ngay qua nơi sọt bằng hay qua trên artist nhà guru qua guru tăng people là hot nó đâu là New York too so bên Paris so qua là bay một cú xong nơi sọt nằm hay bóng trai bọc qua đã nhà ở trong tận nơi không tôm chùa qua nãy kết mới từng học nhiều bản thân việc khi ông admin đảm bảo ở ban tôm nơi ta khi ông miền lôi từ tỉnh tôm tập xem ông miền tôm nơi đây ở ban bong chầm nám bị bong chầm nám nưng ban chầm nám bị bong chầm nám nưng anh đặt khi ông phụ mẹ pin nhẹ nưng ở chỗ nơi chầm một tôm và nãy khi ông ban nơi nắng nắng từ dụng nắng cứ thay chân từ khai và đàng và đòi và nãy bản thân việc khi ông ban chụp nhẹ từng học nưng khi ông đang theo mấy sai con nơi sau là mặc vải thay thay đồ muối mà đang theo thầy thương mấy cái miền đó bài cổ si hoặc quân là xóm sinh đầm bay ban môi sân đó mẹ thầy và nay sẵn tháng nay được khi ông giấy ban phải chua quân đang hai tranh thì sổ một phần nơi phê nông phải đòi
long sắp ngày quát luôn no long beach actually long sắp ngày a long nè kê nè miền hàng mê hoa luôn hàng mê mong song mong ngon 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 bong sống tới sầm rạp đẹp khi ông mà tu đã môn ban châu tờ riêng ở Hawaii nhận đây, so bong sống khi ông chân bị sầm rạp Hawaii mà. Oh. À, ai sắp ngay. Mình tùm nào. Đối chứ. Khi ông đã khơi như rương khi ông vừa rap around. Khi ông chứ mình đã lực khá tay hủy chứ bằng ta sầm năng lọ. Anh nước sao rịp đất chọp nhân mong. À. Tạm khi lâu nhân mong. Anh chứ ông ở play bộ nhạc tiếng Anh nó nghe nơi tệ to tệ tông khi nào là hầu được nó hay bằng chưa mất tập hiếu mới nơi tệ bật to nhạc khác mà dựng bài khi nào lên kịch khi nào nè trong ở đây thì ông nơi bật to là hầu ở bộ mai trong đó để chất sát trong ở bài khi nào bạn vậy vậy về đường to tới tiết nó miền phần đằng ai khi mà học miền tiết để tạm ở bắt coi là cụ mà ông vậy nhá. Because I think locals are having a technical difficulty. Okay. Yes. Hello. Yeah. Okay. We can hear you. Oh. Tới chuyện chẳng ở tới. Và lúc bu xong ở quân trang đại ban bỏ sai để toàn đường mà mất thẻ rồi bỏ lúc bu mà anh bà hay vậy để chạm vào ông chiến kế cứ chuẩn bị doctor xong doctor tan và lấy cái doctor tan và xong và chẳng hay ban cái lò mà quạt tay tay điệp chom cam bị thì bây giờ cam chỉ ba chỉ người ta sọc mai chỉ bị chạm nắng và hay quạt tay tay kim cương mất thẻ cha doctor được chỉ lúc bu chậm đến doctor sinh sê nhà đang trong cuộc vết khả mai ở bệnh căng dương chỉ trang từ bệnh cả cảm từ sau khả mai không một chân năm và đó vấn đề là sao mình phải nhà Covid chân năm đấy ở bàn tới vấn đề cái nâng chấp đám thưa virtual gala nơi khai November 7 và chân bữa sinh dương miền là cả chùa rúm xong giờ cả năng làm bài việc nếu ở chùa rúm được học nghĩa làm bài chuỗi control sẽ cao một hiệp cái hai ta mình sẽ thua và cô ấy ở vậy để quạt vừa nắng cứ lọ nè cứ chiều cả mùi đồng bay từ phê bạc từ miền trung dương từ sông mai tạm đoan bà bọn phụ huynh cho từ khi nông gala virtual gala nên ban đòi áp miền kịch play từ ngó hay miền đuông về rạ sắt bọn phụ huynh score đuông về rạ sắt dùng rạ sắt kia nè nè chấm riêng đây ở lộ bay khăng nơi sông mai kia miền truyền phê bạc nơi khả năng bèo nông ạ. Vâng. Hai dương cơ phong đại điệp trong phán ca đồng bây chơi nhờ Dr. Tăng chụp bối lục phu làng một nông vệ tử ca đồng bây chụp riêng phòng mê lục ất nơi tệ toàn ở đường cam thì gala nơi được khai đọc môi thay thì phạm phí nâng bạc. Lục phu nhóm trong xu xâm nô môi tiết xâm nô đi riêng to luôn tích bạn đại bữa sinh là bố anh chơi ván có con mà chơi của bạn này chơi cả đây đây bố ấy khi nhóm mà chơi chơi tam đan rương ngày chủ nhật này ha và những khi nhờ pi mà pel tôi mà pel pi đậm nạc ca mua tôi nạc ca mua pi mà chập tôi mà chập tôi những khi nhờ chủ nhật cái hậu ta này ha lục bố chỉ mua nhà mình chơi là chỉ phải gì là bố phải cho bọn nó cứ rất mua đó và là ta cái ta one two one đó và bạn đây khi nhập trong su ta ta pena đã lục phu mình là cả ban ban này ta riêng cả bình mục bình mọt chung mùi khi này nó lục phu chơi mà đó làm rất nhiều gọi lục phu cả nó pena tam phân phu khi mà đại ban riêng cả chung mùi khi này đấy mà bên nhóm nơi chung rom khai về đáng miền con sa pet american mà nè quạt nè quạt đăng thạc khi ông mình toàn màn riêng ca so quạt tinh ở lắc mùi do chô mà không tôm khi ông ai chìa không ai dân khá ai chìa nì mất rụp này ca riêng ca viên khi ông hay nâng bộ phôn khi ông
Bạn ta tam phật thì khi mà mình bàn việc ca đấy bà tăng bị ơi mò. Lúc bố bàn thật xe khi nó sắp hơi thế lúc bố khi mà toàn bàn an là chọc đầm bầy bây giờ đừng nâng. Bà, miên là khi nó sắp hơi tay mộng thích tiệt. Tao tự bảo khai đang là nâng bàn mang chơi. Bà. Lâm toàn bố khai đang lắm. Bà chắc là tục mà sẵn lúc mà dùm đúng xu là bên nâng to tiệt bà. Bà. លពូវត្តមន្តនាវណ្ណបាទលពូអតតងទៅនឹងអបិយជំនឿម្ដងទៀតនៅពេលដែលចុងក្រោយហ្នឹងការបន់ស្រន់របស់លពូហ្នឹងដែលជីយាមកុំឲ្យទៅហ៊ាននៅជំរំស្រូវស្រូវ7ហ្នឹងគាត់ដាច់ឬក៏មិនឲ្យទៅម្នាក់ឬមិនឲ្យទៅម្នាក់ហ្នឹងតើពេលហ្នឹងលពូមានជំនឿនឹងឡើងវិញហ្នឹងបានន័យថាដោយសារយើងអត់ជំរឹកយើងធ្វើការបន់ស្រន់ឬក៏យើងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូតាមពុតកាលខ្ញុំពពោះខ្ញុំមានអីជ្រើសរើសតាមទៀតពពោះបើយើងអត់បន់ស្រន់យើងមានធ្វើអីទៀតអត់មានធ្វើអីកើតទៀតសូមខ្ញុំជឿថាបើចង់សាកបន់ស្រន់ទៅតាមពុតអារឿងបន់ស្រន់នៅលើជីវិតរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំជំរាបចឹងគឺថាខ្មែរយើងធ្វើអីក៏បន់ស្រន់ដែរ ពពោះជាសុខប្របីនៃរបស់យើងមួយហើយចូលខ្ញុំទោះជាមិនជឿថាបន់នឹងយើងបានជោគជ័យប៉ុន្តែនៅតែមានគំនិតចង់បន់ប៉ុន្តែសំណាងដែរពេលបន់ទៅបានជួបសក្ដិសិទ្ធិក៏ខ្ញុំនៅតែមានជំនឿទៅខាងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានជំនឿលពូខ្ញុំសំណួរមកខ្ញុំមិនអត់តន់ចប់ទេសំណួរមកខ្ញុំចង់សួរលពូ ព្រោះអីទី1ហ្នឹងលពូបានជោគជ័យបានចូលទៅក្នុងជំរំស្រូវស្រូវ7ហ្នឹងតាំងពីអ្នកហើយអ្វីដែលអស់ចាមួយទៀតហ្នឹងគឺលពូមិនបានស្នាក់នៅជំរំស្រូវស្រូវ7ហ្នឹងសំបីតាមអាយុលពូមានឱកាសដើម្បីទៅជំរំខាវីដាងក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងឥឡូវសំណួរបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើពេលហ្នឹងលពូឲ្យតម្លៃទៅលើការបន់ស្រន់ប្រមាណភាគរយហើយឲ្យតម្លៃទៅលើលក្ខសំណាងប្រមាណភាគរយ តាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជា50%ខ្ញុំជូនការយើងនឹកឃើញថាបន់ស្រន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យថែទាំយើងក៏មិនមែនជាការអត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះពលឹងគាត់នៅតាមជួយខ្ញុំហើយតែខ្ញុំបានមកជួបបងសុងហើយនឹងចំណាននឹងចំណាំក៏ប្រហែលជាដោយសារដោយសាររឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែពីរឿងសំណាងគឺថាមាន ក្មេង ម្នាក់នៅក្នុងឈឺហើយទៅសំណាងដែរបងសុងជួយអ្នកក្មេងហ្នឹងមិនមែនបានជួយមកខ្ញុំសូមខ្ញុំជឿថាទាំងពីរហ្នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជោគជ័យរហូតទៅដល់ខែវិដាបានបាទ Okay, so to me, I think that's all for me. So this is the last call before we invite Lupu Jam Dat Sieng Seng to provide us the few points in order to take away for this chapter 9. Okay. Okay. What was Srey's most notable reaction during the whole trip in this chapter? My wife is that's very timid. She not talk a whole lot, and a lot of time you cannot tell what she thinking. So it's very hard to tell. But one thing that she's mentioned to me that she's very happy with her decision that come out of the country with me. So. And it's a proof that she and I, after 40 years without being married, we're still together. So. But she was not a person that liked to talk about the past at all. No, no. Yeah. Okay, Gloria? I don't have any more questions. Thank you. Okay. Last call. Yes. Wow. Where do I begin with this? I just want to know how long did you stay in the Akhaidang, you know, after you enter
through help this six child parent? And do you still keep in contact with those six child parents? No, actually not. The reason is because we left early. We left before them. They do not have any sponsors. So I left quite early because I knew a doctor that worked there, and he's helped me get me to get out of the Kairidang faster than others. So I was very lucky in that. So therefore, I don't know what happened to them. And as you know, when you stay in the camp, very hard to correspond. You have to have somebody out to mail you the letter, somebody to bring the letter. So I never get in touch with them. So I had no idea. I'm sure that Mong Song also did not know that, because we all left out before them. Yeah. Thank you. So we're coming to the end of this chapter. I just encourage those viewers out there that are interested in knowing our history and knowing our culture and knowing our journey, please get your starting season. And to be a person of lucky as of Arthur, he tried really hard in every aspect of his journey. So in order to know your history and know your culture and value it, I encourage everyone to read this book. Thank you. Thank you. Okay. Là có lưu nhau mẹ? Very soft. Okay. Okay. Miền ở quay quay chỉ sáng để ai cho ở dùng nước khơi pi ở tây đặc cao sau tháng nó tiếp nó pi để nhom chân pi chấm rôm ở chân pi chấm rôm polycam đó cứ tha vì cron ba cua sam hay nó pi nông dương lên qua bài hộp nhom lên qua bài hộp ở miền này nạp không nhom mà chui cao hô cầm lang tiệt hay dương lên ở đất ở sâu khuôn ấy pi nông tôi dùng với dương sa sầm nắng và dương ấy để ban ru pot pi sầm ai pot còn tại dân nên miền ở quê mình giang là tiên ở dân nước khơi nhà tây đặc cao không cả này đi về trong đam bay nơi tam nó thua trong nước khơi mà đại trong đã đam bay sản phẩm dân thằng pì nè chỉ cá bớt hơi thà trong mình miền chừng như phao chất còn tại cá nước sầm mai khơi nhà tây đặc cao vì nơi ta miền và tua bay chỉ riêng đi bằng cái lon pot kia du chơi một hai cái đây khiom nơi sơ mai khơi mà đái mốc mà đái khiom pe quạt nghĩa mà ro khiom pe quạt cặp tung đặt đam bay nắng quạt sai mà khiom pe quạt dây tha quạt đặt đam bay suy pe này mình mẹ dương đam bay thọ bò nơi pe núi dương mình biên than suy say đấy bàn tay ban bay suy từ tua tiến cứ tha mình khóc như bà má này bị ban là than suy sầm rắp khmui trong cào chuồn cào ông chăng lật tay khmui thà bà tua bay chia phong bà đái khmui mình miên chừng ngư khang phao chập bà đói nơi pe khát quạt ai miên ca prui bà răng mà đo pe da miên ở quay da bà khăm bà quạt nực khơi như đường cầm sọt pìa tay đặc cao chuồn cá quạt ai prap khmui pìa đường đi bán phần tay chuồn cá quạt lẹ tục đường đi nơi nông khuôn bà quạt đối với này khiom som ai khmui ở bản to cả năng miền sơn tây anh đất meta chấm pu ở vùng bãi bỏ khmui ai chấm muối khnien đáy som khmui miền ca chập rom pi cả này đại khiom ban tư ban gì vậy nhỉ và lập pu ai giờ thì sao anh lấy mình tiếp ban lập pu the thing that can trigger you and remind you of the past. Things were definitely getting better by that time. No starvation, no labor work, and you no longer feel pity for yourself. As a matter of fact, you feel blessed because you survived the killing field. But your mind still prone to anything that could remind you of the past. And in my case here, cooking on the road is the one that triggered me to think about my mother. It reminds me of my mother's cooking rice for the two of us.
Definitely, I do not have any disease or post-traumatic stress disorder, but the recurrent of old thought is always with me, no matter what, how long the event happened. I can still see my mother smile at me when she told me that tonight we're gonna cook rice, not the porridge. Heaven was not with us those days, but having a real rice was not much short of being in heaven. And the way she smiled was as if we were in heaven at that time. For the younger Cambodian, I just want to remind you that although your parents may not suffer post-traumatic stress disorder, they are still prone to things that can trigger their flashback, and their mood could be wax and wane. So just be sensitive to them. They may share a reason why they were sad when, at that particular moment, a particular time, but sometimes they may not want to share that. So just be supportive for them. Thank you. Và sau một cuốn là sau đó trong này anh hoa dưỡng sau một cuốn lục phu đại ban nhà chồng này pe bli bỏ sai phong chu rung chỉ này anh phong hay tại tại chu rung một cảm thì bây giờ sau một cuốn chụp phim mà để tam hai cảm thì bây giờ sau chụp bộ ai sốc kịp đó hay biến cái này sốc cục công cụ sát tem sát ở kia. Ok, bye bye. Bye chụp bli. Bye bye.